bực mình anh Hiếu thật đấy. Đã bảo là phải đợi mình rồi, thế mà vẫn tót về chơi điện tử trước. Là mình 12 giờ phải đi bộ về, vừa đói vừa mệt. Mày mới chuyển đến trường tao đúng không? Hôn hôn gọi một tiếng anh Nam, rồi đưa gói bim bim đây. Sao ai kia nhìn quen thế nhở? Là cái Hường à? Đưa đây. Này, là đàn ông con trai mà đi cướp bim bim của con gái à? Có tin tôi mách thầy giáo không? Mày mách đấy, không có bằng chứng ai tin. Em là nhân chứng đây. À, con Thảo Tàu à, con rùa rụt cổ hôm nay lại dám lên tiếng á. Mà cứ tin tao đấm một phát thì hai đứa mày bay không? Nào, anh đấm đi. Em sẽ quay và gửi cho bố mẹ anh xem anh đi học ngoan ngoãn như thế nào. Mày lại còn dọa tao à? Nào, anh thử đi. Được rồi, mày cứ nhớ đấy nhá. Cảm ơn cậu nhá. Mà Hường, cậu không nhận ra tớ à? Tớ là Thảo đây. Là cậu thật à? Là tớ mà. 5 năm rồi không gặp cậu, giờ nhìn cậu khác quá, xinh thật đấy. Cậu cũng xinh quá. Tớ không nhận ra. Cảm ơn cậu vừa nãy đã cứu tớ nhá. Không có gì. Gặp lại cậu tớ vui quá. Mà Hường này, cậu chuyển trường về đây rồi đúng không? Ừ, đúng rồi. Thế cậu cũng học trường này à? Ừ, tớ cũng học trường này. Thế cậu học lớp A mấy? Tớ học A1. Tớ thì học A3. Vậy thì gần nhau quá rồi. Từ giờ chúng ta sẽ đi học cùng nhau nhá. Cậu mới về trường chắc chắn là sẽ bị bắt nạt. Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu. Cảm ơn Thảo nhá. Rồi. Rồi, đây là món gì đây? Cơm cháy chả bông. Nghe đã thấy thèm chưa? Chả bông là giúp thủy đã hiểu. Chuẩn luôn. Món cơm cháy chả bông cũng là yêu cầu của một bạn có nickname là Phạm Bảo Nhi 336 ở phần 638, được tận là 419 like đấy. Các bạn ơi, các bạn muốn thằng Hiếu và team hai anh em bọn mình làm món gì thì hãy để lại comment phía bên dưới nhá. Thèm quá, làm luôn đi chúng mày. Từ từ, cho Thảo đã. Mà không biết Thảo làm gì mà lâu thế nhở? Anh chị ơi, em đây này. Ồ, nó dẫn em nào tới thế nhở? Tổ ơi, ai đấy mày? À, đây là bạn thân từ hồi tiểu học của em đấy. Bạn ấy chuyển trường 5 năm rồi, giờ lại quay lại trường mình học. Chào em, anh tên là Hùng. Hùng ở trong anh Hùng ấy, rất vui được làm quen với em. Giời ơi, thế gái là tớn đấy. Dạ, em chào các anh chị ạ. Em tên là Hường ạ. Anh chị ơi, hôm nay cho bạn em nấu ăn cùng với bọn mình nhá. Với lại từ giờ, cho bạn em chơi cùng với bọn mình được không? Đi mà anh chị. Bạn em mới chuyển trường đến nên là chưa có bạn. Thôi được rồi. Tạm thì cứ chơi thử mấy ngày, hợp thì chơi tiếp, không thì thôi. Em yên tâm, em mà chơi với bọn chị thì chỉ có ăn ngập mồm thôi. Dạ, em cảm ơn anh chị ạ. Thôi được rồi, giờ xong phần giới thiệu, tới phần nấu ăn. Hôm nay các anh chị nấu món gì đấy ạ? Hôm nay nấu cơm cháy chả bông. Mày thích không? Em có ạ. Được rồi, trước hết là cứ ngồi xuống đi đã nhá. Rồi, bây giờ mà muốn làm cơm cháy chả bông ấy thì đầu tiên mình phải có cơm đã nhá. Ây dồi, con này hôm nay nhanh thế. Tao xí phần của con Milu nhà tao đấy. Đấy. Ý mày là bọn này ăn tranh hết phần của chó à? Thì sao cũng được mà, làm đi. Được rồi, đầu tiên ấy là chúng ta phải cần chuẩn bị một cái mâm cơm sạch như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ trải một lớp màng bọc thực phẩm lên, rồi chúng ta sẽ đổ cơm vào. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng cái muôi dàn đều cơm ra, nén chặt xuống một chút. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ lấy một lớp màng bọc thực phẩm khác cho lên. Rồi đấy, chuẩn bị một cái con lăn như thế này. Đấy, cán đều để cho cơm vừa nén chặt vừa đều ra nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy con dao, rồi bôi một chút dầu ăn vào, rồi cắt thành từng miếng dễ chiên. Ok.
Rồi, sau khi mà chúng ta cắt thành từng miếng rồi ấy, thì chúng ta sẽ cho chảo chống dính lên bếp, đổ dầu ăn vào. Bật bếp cho dầu ăn nóng già đi. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cơm vào và chiên vàng hai mặt rồi gấp ra nhá. Quá tuyệt vời. Sau khi mà chúng ta đã chiên cơm xong ấy, thì cái số dầu mà còn dư chúng ta sẽ đổ vào bát hành lá thái nhỏ có sẵn ở đây nhá. Đấy. Cái phần mỡ hành này ấy, lát mình sẽ tưới lên trên cơm cháy nhá. Và bây giờ ấy, thì chúng ta sẽ cho cái phần tỏi và ớt băm sẵn cho vào và phi vàng lên. Rồi. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho vào đây là hai muỗng đường này, hai muỗng nước mắm này, một muỗng tương ớt và hai muỗng nước lọc, rồi đảo đều lên nhá. Khi nào mà sền sệt thì chúng ta sẽ tắt bếp nhá. Đường nào. Rồi, tắt bếp này, thơm chưa? Thơm. Quá thơm. Xong. Bây giờ chúng ta chỉ việc ăn thôi. Nhưng mà từ từ đã. Các bạn ạ, nếu mà các bạn thích ăn cái gì ấy, thì các bạn sẽ cho cái đấy vào. Nhưng mà riêng Hiếu thích ăn cay thì Hiếu sẽ dùng cách như sau. Đấy. Hiếu sẽ cầm một miếng cơm cháy này, sau đó thì cho một lớp tương ớt lên, rồi tiếp theo là phết một ít sốt này, một ít mỡ hành này. À, sau đó thì cho trà bông lên và thưởng thức. Bây giờ Hiếu sẽ làm và cắn cho các bạn xem một miếng ngập mồm nhé. Tương ớt của ta đâu? Anh Hiếu ơi, ăn được chưa? Ăn đi chứ còn chờ gì nữa, ăn đi. Cho cậu này. Sao, ngon không? Ngon. Cái này, ăn cái đồ mà chua chua, cay cay, mặn mặn, ngọt ngọt này mà có nước ngọt nữa thì chấm dứt luôn nhỉ. Anh Hiếu, em có này. Ủa? Ủa? Ăn cái đây, ngồi cái đây được quá nhỉ. Ôi giời ơi, nhà mù vơi cũng quá rán. Nắng ơi. Nhà nhé. Có luôn. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Con này, con không mau đi học đi. À, anh chờ em một tí nhá, em đang đợi bạn. Thảo ơi, em chờ ai thế? À, em chờ cái Hường, em hẹn đi học cùng với bạn ấy rồi. Thảo, Hường. Em chào anh chị, cậu chờ tớ lâu chưa? Cũng mới thôi, mà cậu ăn sáng chưa? Tớ có mua xôi gấc cho cả tớ và cậu đấy. Tớ nhớ là ngày xưa cậu thích ăn món này lắm. Ơ, cậu vẫn nhớ à? Tất nhiên là nhớ chứ. Thôi, mình đi học kẻo muộn nhỉ? Ờ, mình đi thôi. Rồi này ngon lắm ấy. Muộn bà đồ ngon đấy. Tao chưa bao giờ thấy cái Thảo Tồ vui vẻ với ai như thế đấy. Ờ, cái chắc là bạn thân thật.
Thế nhưng mà khéo thân ai người ấy lo. Mà này, thế có cho con bé đấy vào hội bọn mình không đấy? Cái này còn phải xem thái độ của nó thế nào đã. Tớ thấy em đấy cũng ngoan mà, xứng đáng được chơi với hội mình. Mà thôi, đi học đi. Nháy, nháy. Em kia, ui, treo tường trốn học à, đứng lại. Ôi anh Hiếu, có chuyện gì đấy? Ui, này, thầy giáo mà hỏi anh thì bảo không biết nhá. Em chào thầy. Em có thấy một nam sinh chạy ngang qua đây không? Nam sinh ạ? Ở đằng kia thầy ạ. Rồi, cảm ơn em nhá. Ui, mày thế. Này, cảm ơn nhá. Mày xứng đáng được vào hội chơi với anh đấy. Dạ, không có gì ạ. Rồi, này, thế mày có thích ăn ổi không? Dạ có. Chốt, thế thì sau giờ học đi theo anh nhá. Vào lớp đi. Vâng. Nhá. Hôm nay em Hường đây đã xả thân vì nghĩa, cứu tao thoát khỏi tay thầy giáo, nên tao quyết định từ ngày hôm nay em Hường chính thức gia nhập vào hội ăn chơi của bọn mình. Thế là mày cho em ấy vào hội trộm ổi của mình à? Nhưng mà em ấy đồng ý chưa? Đi ăn trộm ổi ạ? Ừ, vui cực. Ở đây nhá, có anh Hiếu với lại chị Quỳnh bảo kê cho mình rồi. Mà kể cả có bị bắt á, thì hai anh chị đấy cũng đứng ra chịu đòn thay cho mình. Không sao đâu, vui cực. Nhưng mà tớ vẫn sợ lắm. Đừng lo, đây là bộ môn giải trí thôi. Em cứ thử một lần xem. Vâng ạ. Thế thì hành động đi. Rồi. Em không ngờ anh Hiếu lại trộm ổ giỏi thế đấy. Ừ, nó khen em mày chê đấy. Nó không chê đâu, nó chửi thẳng vào cái mặt mày đấy. Em khen thật đấy anh Hiếu ạ. Thảo đúng là may mắn có anh trai nhà Hiếu đấy. Cái Thảo nghe rõ chưa? Giỏng tai lên mà nghe nhá. Đầy người muốn có anh trai như tao không được đấy, thấy chưa? Ê ông mày, hôm nay trộm hết ổi nhà cô Tuyết rồi. Thế thì ngày mai thì trộm ổi nhà ai đây? Ổi Trương Minh ý. Tớ thấy ương ương rồi. Tầm này mà chấm muối ớt thì chỉ có hết nước chấm thôi. Được đấy, được. À cái Hường, mày có tham gia không? Đi đi cậu, vui lắm. Đấy, nó phải thế chứ nhà. Hường ơi, cậu sao thế? Tớ đau bụng. Sao lại đau bụng? Không biết nữa, chắc vừa nãy ăn ổi xanh. Tớ đi vệ sinh rồi đã. Anh Hiếu ơi, ném cho em quả. Mấy cái đứa này bắt được tại trận rồi nhá. Hay. Chúng tôi xin lỗi bạn ổi, lần sau chúng tôi không hái bạn nữa. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Nói to lên. Ăn bao nhiêu ổi mà nói như đói ăn thế à? Chúng tôi xin lỗi bạn ổi, lần sau chúng tôi không hái bạn nữa. Xin hứa, xin hứa, xin hứa. Cậu Hiếu, ra đây đọc bản kiểm điểm cho tôi. Chết ra rồi. Dạ. Kính thưa hội đồng xét xử. Em nhầm ạ. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, em là Trần Hoàng Minh Hiếu, học sinh lớp 12A6. Vào lúc 10 giờ trưa ngày hôm nay, em đã
chẳng may cầm nhầm mấy quả ổi trên cây của trường. Tao đã dặn chúng mày là phải cảnh giác rồi, chúng mày làm kiểu gì không biết. Giờ nhục ơi là nhục. Thôi em biết lỗi rồi. Quả này về nhà tối nát đít với bố mẹ rồi. Mảng tiếng con gái thì giám thị. Thôi kêu mãi à. Mà chúng mày, cái Hường đâu? Em không biết, cậu bảo là buồn đi vệ sinh, đi từ nãy giờ rồi, không biết là như nào. Tháo ơi Tháo, sao rồi, cậu hết đau bụng chưa? Tôi đỡ rồi, thế mọi người bị thầy giáo bắt à? Ừ, may cho cậu là cậu thoát được đấy, không thì bị tóm hết cả lũ. Thực thật đấy, cứ tưởng thầy giám thị mắt nổ mắt xịt, ai ngờ thầy tai thính mắt tinh thế không biết. Nếu mà nói tai thính nhá, nhất cái trường này thì phải là thầy Thắng dạy văn mới đúng. Khiếp, thầy đã tai thính rồi còn nói lắm, nói suốt cả ngày miệng thầy còn chả kịp mọc da non đi. Thế mới là dạy văn chứ, ai như thầy Thanh dạy thể dục, cả ngày cứ lì lì không nói gì, hở ra là phạt. Ở trường này tớ không ưa nhất là thầy Lý Lác, đã thâm rồi còn sâu, chửi câu nào là thấm câu đấy luôn ý. Tao cũng thế. Mà còn mày, mày chê ai Thảo? Em chê thầy Quốc, bởi vì hôm trước thầy Quốc cho em điểm 7. Thế còn Hường, cậu chê ai? Tớ mới tới nên tớ cũng không biết. Này. À đó. À, mấy đứa đây rồi. Ừ, thầy ạ. Có chuyện gì vậy ạ? Còn hỏi tôi là có chuyện gì à? Tôi quá thất vọng với các em. Ô, sao lại thất vọng? Thấy thầy, hôm nay bọn em phạm lỗi gì đâu ạ? Không phải chuyện ngày hôm nay, mà là chuyện của ngày hôm qua. Các em nhớ lại đi, có nói gì có lỗi với thầy cô chúng tôi không? Còn chối à? Tôi có bằng chứng đây, xem các anh chị còn chối được không? Thực thật đấy, cứ tưởng thầy giám thị mắt nổ mắt xịt, ai ngờ thầy tai thính mắt tinh thế không biết. Nếu mà nói tai thính nhá, nhất cái trường này thì phải là thầy Thắng dạy văn mới đúng. Khiếp, thầy đã tai thính rồi còn nói lắm. Sao? Các anh chị còn gì để nói không? Thầy ơi, tất cả chỉ là lời nói đùa thôi ạ. Thầy đừng có tin thầy ạ. Thầy cô chúng tôi vất vả không kể ngày đêm, dạy dỗ các em nên người. Chúng tôi có mắng các em cũng là mong các em tốt hơn, trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn. Vậy mà các em lại nói xấu chúng tôi, coi chúng tôi là trò đùa của các em à? Thầy, bọn em biết lỗi rồi ạ, thầy tha cho bọn em ạ. Không nói nhiều, những bạn nào nói xấu thầy cô trong đoạn ghi âm này thì tự giác lên văn phòng. Thầy ơi. Đi. Vâng. Thực thật đấy, không biết đứa nào nó ghi âm trộm rồi nó đưa cho thầy giáo nhỉ? Tao mà biết đứa nào làm nội gián nhá, tao phải cho nó ăn trầu bằng mũi mới được. Các cậu có thấy gì lạ không? Hai ngày hôm nay chúng mình liên tục gặp xui xẻo, lúc thì bị bắt chua mồi, xong rồi bây giờ lại còn bị tung đoạn ghi âm nói xấu thầy cô nữa. Cứ như là bọn mình bị đâm sau lưng ấy. Trong mấy đứa nào đâm sau lưng anh em khai ra ngay, con được hưởng sự khoan hồng. Đúng đấy, mày nói tao mới để ý, chắc chắn là có đứa chơi xấu bọn mình rồi. Mà này, bạn của cái Thảo mới chơi với bọn mình mà bọn mình liên tiếp gặp chuyện, chúng mày có thấy cái gì sai sai không? Thảo, mày nghĩ cái Hường có phải bạn tốt không? Bạn ấy tốt, nhưng mà... Nhưng sao? Nói xem nào. Có một chuyện mà em chưa kể với anh chị. Hồi lớp 5, em có đi mua bim bim, sau đó bị cô giáo phát hiện. Lúc đấy em chạy và làm rơi mất bim bim, Hường mới nhặt được và định trả lại cho em. Cô giáo bắt được, hỏi em và bạn ấy bim bim này của ai. Lúc ấy em sợ quá, không dám nhận là của mình. Vậy là bạn ấy phải chịu phạt thay cho em. Sau lần đấy, bạn ấy giận em, cũng không chơi với em nữa. Em thì xấu hổ, không dám xin lỗi bạn ấy. Sau lần đó thì bạn ấy cùng mẹ chuyển đến thành phố. Giờ bạn ấy quay lại trường mình học. Cho dù là không giận em nữa, em chơi với bạn ấy là vì muốn xin lỗi những chuyện mà em đã làm trước kia. Hóa ra là vậy. Bảo sao lần đầu tiên chị thấy Thảo thân và tốt với một người bạn cũ đến như vậy? Bởi vì em cảm thấy có lỗi với bạn ấy chị ạ. Nói như thế
là 100% nó chơi bọn mình rồi. Bảo sao lần đầu tao gặp nó, tao cứ thấy nó dẹo dẹo kiểu gì ấy, mà nó lấy lòng bọn mình giỏi ghê. Thằng Hiếu khen lấy khen đẻ nó mà. Tức là nó tìm cách vào chơi thân cùng hội bọn mình, sau đó đâm sau lưng bọn mình à? Em không tin là bạn ấy làm như vậy đâu. Muốn biết sự việc như thế nào thì ngày mai đến trường gặp nó ba mặt một lời là sẽ rõ. Nhưng mà em thấy... Không nhưng, chốt thế đi. Em chào mọi người. Có chuyện gì thế ạ? Mày nói đi Thảo. Thôi, để tao nói thẳng toẹt cho nhanh nhá. Này, có phải chính mày là người báo thầy việc bọn tao trộm ổi hôm trước không? Và có phải mày cũng chính là cái đứa mà ghi âm trộm bọn tao rồi đưa cho thầy giáo không? Các anh chị nói gì thế? Thảo, có chuyện gì vậy? Có phải cậu vẫn giận tới chuyện 5 năm trước nên quay lại giả vờ chơi với tớ rồi trả thù tớ đúng không? Hóa ra cậu nghĩ tớ là người đâm sau lưng cậu và chơi xỏ mọi người à? Hường, tớ xin lỗi vì hồi đó tớ hèn nhát, không dám nhận lỗi để cho cậu bị phạt oan. Đúng là trước khi gặp cậu, tớ vẫn còn giận cậu. Nhưng khi gặp lại, tớ thấy cậu dũng cảm bảo vệ tớ. Bây giờ tớ chơi với cậu là thật lòng. Nhưng cậu đã nghi ngờ tớ là tớ chơi xỏ cậu, thì cậu không xứng đáng để tớ xem là bạn, không xứng đáng để tớ tha thứ. Tớ... Đứng lại. Mày nói đi, có đúng mày là người phô thầy giáo không? Các anh chị tin hay không thì tùy. Mày buồn cái gì? Coi như là hòa nhau, không có nó vẫn còn bọn tao cơ mà. Anh chị khác, bạn ấy khác. Anh Nam giỏi thật đấy, ghi âm được quả đoạn chúng nó nói xấu thầy cô giáo. Ai bảo cái Thảo nó động vào tao? Chúng nó động vào tao á, tao cho tới số luôn. Lần này tao thông minh rồi, ra tay trong âm thầm, sẽ không ai biết hết. Em này em bái phục anh ấy. Mày còn phải học tao nhiều. Thôi, lên căng tin tao mời cốc nước. Ok anh ơi, đi. Hóa ra là bọn thằng Nam chơi mình à? Anh em mình hiểu lầm Hường rồi. Nhưng mà Thảo ơi, mày làm gì mà để chúng con thù mày thế? Đội anh Nam bắt nạt cái Hường, thế là em đến bảo vệ bạn ấy. Xong rồi thì các anh đấy ghét em luôn. Ra là vậy. Thế là bọn mình hiểu nhầm Hường rồi. Anh chị ơi, bây giờ phải làm sao? Em không tin tưởng bạn em. Em hiểu lầm bạn em rồi. Thảo ơi, có chuyện rồi. Có chuyện gì vậy chị Tuyến? Hường, bạn em nó chuyển trường rồi. Cái gì? Chuyển trường á? Chị có nói thật không đấy? Thật, chị không nói đùa đâu. Không, không thể như thế được. Hường ơi, tớ xin lỗi vì tớ mà cậu tổn thương rồi. Thảo ơi, Hường cũng chuyển đi rồi, em đừng khóc nữa. Thảo. Tớ xin lỗi cậu.